Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Lạc. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu em siêu phẩm mới về bên em, thương hiệu Corotech, một trong những thương hiệu lớn của dòng xe đạp thể thao đến từ thương hiệu Đức, full carbon, model CCT Pro. Thì đây là một mẫu đầu tiên cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại về bên em. Rất nhiều bác hỏi em về những cái dòng xe đua chuyên nghiệp, cấu hình khủng, thì nay em về một chiếc đây. Và bây giờ xin mời các bác giới thiệu xe. Vâng, thì em giới thiệu qua cho các bác về cái mẫu Corotech Pro CCT, mẫu dòng xe đua chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Đức, và cho các bác tìm hiểu thêm. Đó là trên mạng có thêm từ khóa Corotech Pro CCT Pricy. Thì em được tìm hiểu qua thì rất nhiều trang web chính hãng của dòng thương hiệu Corotech đến từ thương hiệu nước ngoài. Thì đây em sẽ vào một cái trang web chính hãng của dòng xe đạp Corotech để các bác tìm hiểu thêm. Thì đây là một cái mẫu Corotech full carbon model CCT, cấu hình Buray, cũng là dòng xe đạp Corotech bên thương hiệu nhập bên nhà em, có giá rất là cao các nhá, 3.200 euro. Và trong website này, website chính hãng của Corotech bán rất nhiều dòng xe Corotech của dòng CCT Team Integra 2012, có giá cũng là rất là cao, 2.500, 3.500 và 3.800. Vâng, có xe lên 7.000 luôn. Những cái model của xe em thường xuất hiện ở trên những trang web chính hãng của dòng xe châu Âu đến từ thương hiệu Đức, xe sử dụng rất rộng rãi thị trường Nga. Đây là Nga bác nhá. Đây là thương hiệu đến từ dòng xe Đức này, trang web của Đức luôn bác nhá, chính hãng này, dòng Corotech này. Vâng, em vừa giới thiệu qua cho các bác những cái mẫu dòng website của dòng Corotech. Và cái mẫu model của xe này là mẫu dòng xe đua chuyên nghiệp và những vận động viên bên thị trường châu Âu, model CCT Pro. Và lần này em về một chiếc cái tông màu rất là đẹp, cái tông màu đen xanh và ghi cho một chủ động của cho xe rất là nhã nhặn. Dòng mẫu đua chuyên nghiệp, rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe cao cấp, dòng xe đua, thì em về một chiếc này, khung full carbon, technology tốt, basico đi, độ mới rất là cao lắm nhé, xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn, bảo đồ chuyên nghiệp này, bảo đồ sai tim, Corotech. Và bên thị trường châu Âu thì cái dòng xe Corotech, dòng xe chuyên nghiệp giá thành rất là cao. Và trên khung xe vẫn còn cái logo biểu tượng của dòng chữ Corotech, logo nổi cũng là nguyên bản trên xe, Germany, thương hiệu đến từ Đức. Và cái model của xe là model CCT Pro Team, dòng xe đua chuyên nghiệp dành cho những đội đua. Giá bình nước của thương hiệu đến từ Mỹ, đây nó xa chính hãng UFA.com, giá bình nước carbon. Kèm theo xe luôn. Đây là mẫu đầu tiên về bên cửa hàng bên em, cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại. Cổ quốc kỳ đông chính hãng cũng bản theo xe của EDA, gắn liền với thương hiệu dòng Corotech như những dòng xe có trợ cơ và chất đã giới thiệu qua. Của quốc ghi đông nguyên bản theo xe, ghi đông được chủ cũ nâng cấp thêm một ghi đông carbon Artisan carbon đó nhé. Đây carbon này, ghi đông tay lái là carbon này. Và xe là sử dụng với bộ chuyển động Shimano tay lắc Integra, gần như là trùng cuối của dòng xe đốt cua rồi, trên 1.5 Tiagra, Acera, Radit. Thì sau mỗi Buray trong dòng xe đạp đua thôi. Bên đây phải em trang bị với bộ tay lắp chính hãng của Integra. Thì như bác biết thì thấy điều khác biệt trên những dòng xe thể thao.
thì được người chủ cũ nâng cấp toàn bộ full cái dòng option của ốc titan 7 màu đây từ đầu rồi. Cũng con ốc nổi nhất được người chủ cũ kèm theo option full titan đó nhé, từ con ốc chi tiết nhỏ một rất là cao cấp luôn. Sử dụng với cụm phanh trước đằng trước, cụm phanh 3 mạch chính hãng của Shimano Integra. Càng xe là càng cả Coratec được thiết kế theo phát về phía trước thì lưỡi kiếm đằng sau có một khung lõm phối hợp cho lực của xe với vận tốc chắn gió rất là tốt. Càng là bờ đồ con trâu phóc dịch ra là xử lý chuyên nghiệp, độ an toàn tuyệt đối không nhá, thuộc là bờ đồ con trâu phóc này. Mayer bạc bản, Mayer ở vành chính hãng của xe, Campa logo. Vành này, vành của Campa logo này, đến từ thương hiệu Ý, biểu tượng là hình chữ C, Campa. Đấy, có logo nổi trên Mayer xe đây. Mayer Ceramic. Lốp Dramatic 4.000. Lốp nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là Continental. Kích thước lốp 700 × 23C. Dòng mẫu lốp được rất nhiều các vận động viên đánh giá rất là cao. Vòng lốp xe đua cũng là người vận động chọn để mua những vòng đua giải lớn chuyên nghiệp. Lốp nó hơi một xấu một chút thôi, nhưng mà khi có mua xe thì em sẽ tặng kèm lốp cho các bác theo. Đây là lốp nguyên bản cho xe. Cọc yên carbon. Cọc carbon đó nhá. Cọc yên carbon này, khung carbon, ghi đông carbon, phuộc carbon. Xe gần như là rất là nhẹ, siêu nhẹ nhá. Em đánh giá là trên dưới 7 cân thôi. Em cũng chưa có cân hiểu chính xác xe. Yên xe nguyên bản theo xe. Yên Pro Pro logo. Pro 2.0. Yên hiệu Pro logo. Pro 2.0. Nguyên bản theo xe luôn. Đằng sau xe sử dụng cái cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Integra. Xe trang bị với full group Integra. Đây, người chủ cũ nâng cấp từng những cái dòng con ốc titan 7 màu. Chi tiết nhỏ trên xe. Option full ốc titan. Gạt đĩa của Shimano Integra. Đùi đĩa của SLK, thương hiệu đến từ Mỹ, FSA. Carbon, đùi đĩa carbon. Đùi đĩa chuẩn giống carbon. Full speed, full tốc độ 50/34T. Là cao cấp luôn. Line siêu nhẹ. FLK thương hiệu FSA. BDA nó bạc đạn của Redoppex. Đây là một cái mẫu dòng xe đua chuyên nghiệp đến từ vận động viên bên kia, được sử dụng rất là nhiều về dòng Coratec trong những giải đua chuyên nghiệp. Củ đề của Shimano Integra cũng được trang bị với full ốc titan 7 màu, trang bị với 10 tầng lip. Bê đan bạc đạn cối lổ nhé. Vành trước và vành sau là vành cặp Mayer của Campo logo. Biểu tượng của Campo logo đây. Nguyên bản theo xe.
lốp sau được sử dụng mới lốp chuyên nghiệp của bảo đan vít 4000 trong những giải đua con tin em tàu. Em siêu xe chuyên nghiệp full carbon, dòng xe cao cấp của nhóm bác vừa thích những dòng xe thân thiện hình dòng xe bô Protec đến từ thương hiệu Đức. Xe còn rất là mới nhé, được người chủ cũ rất là giữ gìn và cẩn thận. Độ mới của xe đánh giá là trên 90%. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe. Vâng, do chiều cao cũng như đứng của xe là size 48. Chiều cao ngang của khung là size 52. Vâng, tức là các bác cao từ 1m63 đến chừng 1m6 đến chừng 1m7 đi vừa. Xe được sử dụng với cấu hình full the loop chính hãng của Integra 10 tầng lip lên lip. Vâng, tổng thể rất là mượt mà sơn chung 4 lip. Bên phải em sử dụng với đùi đĩa carbon ZA rỗng 2 tầng đĩa lên đĩa, gạt đĩa bỏ Integra. Vâng, rất chân chua vật vàng. Mai bạc nặng đi bỏ khối lỗ nhé, thành cặp chính hãng của Campo Logo, vòng ceramic rất là bon xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua chuyên nghiệp thương hiệu Protec, model của xe là CCT Pro, xe được trang bị với cấu hình full carbon, tàn carbon, ni lông carbon, ống lưng carbon, khung carbon. Cấu hình full group chính hãng của Shimano Integra, vành cặp Mayer cặp chính hãng của Campo Logo, đùi đĩa FLK SA trục rỗng cũng là của carbon luôn đó nhá. Vâng, xe giá lốp tốt bên em là 28.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trên ngày mai.